Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí. Mấy ngày vừa rồi coi như là cứ gà dậy rồi thì người mới đi ngủ. Đấy, xong lại đi lấy hàng liên tục nên là nay là mình cấm đòn nhá. Đấy, nay là mình cấm đòn nên là tối về làm đùi chán rồi lăn ra ngủ như hợi ấy. Đấy, tỉnh dậy cầm vào điện thoại thì có một số đồng chí coi như chắc là cũng bức xúc lắm nhá. Điện thoại thì không được, nhắn tin thì càng không thể trả lời. Nhắn tin thì mình chia sẻ nhiều rồi nhá. Đấy, tuổi thì mới có tí tuổi đầu thôi, thế nhưng mà thị lực nó kém. Đọc tin nhắn là cứ phải dùng cái coi như thế là kính lúp để xoay, thế nên là trả lời tin nhắn là nó hơi chậm nhá. Tí tuổi đầu thật, thế nhưng mà cũng chẳng mấy nữa là đến cái ngưỡng xưa nay hiếm. Thế cũng xin thưa như vậy nhá. Đấy. Thì cũng cố làm cái video này để thứ nhất ấy là những đồng chí nào đã gọi điện nhắn tin mà mình chưa trả lời được thì mong các đồng chí hết sức bình tĩnh nha, thông cảm cho mình. Rồi mai mốt ban ngày ban mặt này nọ các đồng chí điện thì mình lại hầu chuyện nha. Đấy, cần những cái gì âm ly loa đài hay linh phụ kiện của âm ly loa đài thì mình sẽ coi như thế là gửi cho. Đấy, nên là mong các đồng chí cũng hết sức bình tĩnh và thông cảm cho. Còn bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Sony có model CFS W365SC. Chiếc đài này mình lấy về như thế nào thì mình lên video mình báo cáo rồi. Đấy, cho nó ăn điện 220V, radio FM nó vẫn bắt sóng được, AM thì không bắt sóng được. Đấy, hai cửa băng vẫn chạy, nhưng mà tiếng của nó thì nó cũng không được ưng cái bụng, kể cả radio nó cũng không được ưng cái bụng. Thì những cái chiếc đài nó cũ rồi nha. Thì về thì kiểu gì thứ nhất là phải vệ sinh. Cái thứ hai là cần phải coi như thế là can thiệp, chỉnh sửa thì nó mới lại hoạt động trở lại ngon lành được. Đấy. Thì cái chiếc đài này có một thượng đế ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, ngài có y thuật mà ngài mua hai chiếc chứ không không phải mua một chiếc, mua hai chiếc nhưng lại chỉ có một lần giao dịch với lại lão nông Tri Điền thôi nha. Đấy, nên là ngài này là cần phải biểu dương ngài này. Đấy, ngài bảo anh cứ để như thế cho tôi về tự tay tôi làm lên nha. Đấy, thì để như thế mình cũng bán, miễn làm sao mà cái như thế là các thượng đế thích, các thượng đế cứ ưng cái bụng là mình bán thôi nha. Đấy, chứ còn để mình làm lên mình cũng thì cũng được, thì phải chờ thời gian. Thế ngài này ngài có y thuật thì ngài bảo thế thì thôi mình bán thôi. Đấy, hai cái đài ngài chuyển tóc cho mình ngày hôm qua rồi. Đấy, mai thứ hai đầu tuần là mình đóng gửi hàng cho ngài thôi. Đấy, trân trọng cảm ơn ngài, trân trọng cảm ơn các đồng chí đã gửi trọn niềm tin vào nơi của lão nông Tri Điền, Khang Audio 18 Bình Dương. Đó là sự thông tuệ. Bây giờ mình thực hiện test thì thôi, cái phần băng cassette này nó vẫn chạy bình thường này. À, thì lại còn chưa cho nó ăn điện nhá. Đấy, chưa già đã lú, đấy là cái bệnh thường gặp của người có tuổi thôi chứ không không sao cả nha. Rồi ai cũng có đến một cái lúc nào đó thì mắt nó cũng kém như mình thôi, nhưng không thể tinh mãi được nha. Cách đây vài chục năm về trước thì đương nhiên là mắt nó sẽ tinh rồi, thị lực nó sẽ tốt rồi. Đấy, đấy quay này, tua này, đấy. Thế nó vẫn ra tiếng đấy, nó vẫn ra tiếng đấy, nhưng mà tiếng nó ra gì lắm. Đấy, đấy vẫn ra tiếng bình thường mà, nhưng mà về muốn nó tiếng nó hay thì nói chung là phải làm lại. Đấy, đấy nha. Thế rồi, thế vì thứ nhiều là nó lại phạt vào bản quyền. Thế mà cái đài này này nó còn bụi bở bẩn như thế này thì đào đâu ra tiếng nó hay được. Để nha, nó bụi bẩn này thì đào đâu ra tiếng nó hay được. Đấy, cửa băng thì ra vào ngọt ngào nhá. Này, đấy, không có bị vỡ chỗ nào cả nha, không bị vỡ vậy nên đây. Thế còn ở bên trong nó có nguyên bản hay không thì mình không biết, tại vì cái đài nó đậy như thế này vào thì mình chả biết được, loa nó có còn gì được không thì mình chả biết được. Nhưng ngài nói rồi, ngài bảo tôi không, không anh cứ để thế anh bán cho tôi, không phải không cần thiết là phải gì, nếu mà tôi gọi là nó trong nó bét nhè thì tôi chịu nha. Thế mà trong mà nó không bét nhè thì đấy là nó là cái sự may mắn. Đây, em đây. Đấy, đây. Về cơ bản thì bên ngoài là không có bị vỡ chỗ nào cả. Đấy, còn bên trong thì không biết thế nào. Cái đài nó cắm điện là cắm điện vào nó lại có điện ở phần băng cassette ngay để. Đấy.
Đúng là gì? Vida Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm thành trong từng sản phẩm. Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thoái hóa khớp là quá trình mất cân bằng giữa tổng hợp và phá hủy sụn và xương dưới sụn. Một số nguyên nhân gây nên thoái hóa khớp như tuổi cao, can thận hư, khí huyết giảm, ngồi lâu ít vận động. Cái này nó không vừa giảm được hết rồi. Áp lực khớp, chấn thương do công việc hoặc do tập thể thao. Cái volume này và vặn về hết mà nó không biết hạn này. Đau lưng, mỏi gối, đau nhức mỏi xương khớp, tê bì chân tay, có tiếng lục cục khi cử động. Dược phẩm Tâm Bình top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam đã cho ra mắt thực phẩm bảo vệ sức khỏe khớp AK Tâm Bình, được phát triển từ viên khớp Tâm Bình, kết hợp với tinh chất Acabamax chiết xuất từ cây nhũ hương, glucosamine và collagen XS. Khớp AK Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, mạnh gân cốt, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, hỗ trợ duy trì và tái tạo. Đây, một cái lỏng chỗ này đây. Dẻo dai và vận động của khớp nên không có cái luyện và không có cái chuyện nó nói không có loa để hạn chế quá trình thoái hóa khớp. Khớp AK Tâm Bình hỗ trợ duy trì và tái tạo sụn khớp. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. VOV2 FM 96.5, kênh văn hóa khoa giáo giải trí, thông tin thiết thực đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi. Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Đấy xong rồi nhưng mà nó yếu. Thì tôi kiếm được một cái... thế thôi, tại bây giờ cũ nên nó chỉ thế thôi. Nếu còn muốn nó bắt được nhiều, muốn trong veo thì đương nhiên là phải chỉnh sửa rồi. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Chia sẻ.